Emry xin mến chào quý cô bác anh chị và các bạn. Xin mến chúc quý cô bác anh chị và các bạn có một ngày mới thật là nhiều sức khỏe. Hiện tại thì Emry đang có mặt trên góc đường 3 tháng 2 đây, giao nhau với Lê Đại Hành thuộc quận 11 thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngay đây có một cái tòa nhà Lotte đây, Lotte rất là lớn, Lotte Mart. Đây thì có một cái siêu thị Lotte Mart cũng rất là hay. Khu này thì gia đình chúng ta thấy là có nhiều tòa văn phòng cho thuê. Đây là Lotte Mart, kế bên kia là Leamington nữa. Thì ở đây thì có một cái siêu thị gọi là Lotte. Đây thì bán thực phẩm cũng rất là nhiều, và đặc biệt là trong buổi trưa giờ cơm trưa đó, thì Lotte đây có một cái mô hình nữa là bán thức ăn tự chọn đó, để mà gọi là cơm văn phòng đó, cơm dĩa, cơm phần nữa đó. Thì nhân viên văn phòng mà khi làm việc đây thì người ta xuống đây ăn cũng rất là tiện, vừa có môi trường máy lạnh ngồi, vừa ăn uống vệ sinh và giá cũng rất là hợp lý nữa. Nhưng mà Lotte Mart thì gần đây coi như là trong năm 2023 này cũng là gặp khó khăn trong cái mô hình của mình. Mặc dù mô hình thì rất là hợp lý, mô hình rất là tuyệt vời, phục vụ thì phải nói khỏi phải chê rồi, quá ngon. Nhưng ở đây có một cái vấn đề là trong năm 2023 đó thì có quá nhiều doanh nghiệp phá sản, có quá nhiều anh chị em công nhân văn phòng, nhân viên văn phòng và công nhân người ta bị thất nghiệp do công ty phá sản rồi giảm nhân sự nữa, rồi trăm cái phải lo. Thành thử ra thì cái lượng mà văn phòng cho thuê như những cái tòa nhà như Leamington đây thì vắng rất là nhiều, người ta bỏ chạy hết, cái công ty là bỏ chạy hết. Chính vì vậy mà nhân viên người ta cũng gọi là không có việc làm, người ta đi nơi khác nhiều. Thành thử ra cái mô hình rất là hay của Lotte Mart, nhưng mà bây giờ là không áp dụng được, lý do là không có người, không có khách hàng. Đó là một điều quan trọng. Yếu tố mà thời điểm và yếu tố thời sự thì nó cũng quyết định rất là nhiều trong cái việc chiến lược kinh doanh. Mặc dù kinh doanh thì người ta có thể là với những tập đoàn lớn như Lotte Mart thì người ta sẽ hoạch định chính thức là chiến lược là 5 năm, 10 năm, 20 năm đó để người ta kinh doanh. Nhưng mà những thời điểm mà nếu mà điều chỉnh không kịp thì coi như là cũng ôm hận. Mình thấy đó như là những cái thời này bây giờ là thất nghiệp quá nhiều rồi, nhưng mà không có điều chỉnh kịp thì bây giờ là coi như là cái mô hình cơm trưa văn phòng đó, thì giờ nhân viên người ta nghỉ hết, nó đi hết rồi, không người để mà ăn thì bán cũng rất là khó khăn. Đó thì cũng lao đao. Ở đây thì thấy là có nhiều cái ngân hàng như TV Bank nè, rồi Đông Á nè, Việt Tinh Bank nữa, rồi coi như là cái dãy này là ngân hàng Việt Cơm Bank nữa, ngoại thương nữa. Đó thì mình thấy là ở khu vực này coi như là các văn phòng thì phòng giao dịch của ngân hàng nó rất là đầy luôn, rồi chứng tỏ là cái khu vực này ngày xưa là sung dữ luôn. Cho nên là có nhiều cái văn phòng giao dịch ngân hàng như thế này. Đó, đến đây mình thấy đầy bây giờ rồi nè. Đó, các công ty thì bây giờ thì có nhiều anh chị em nói là công ty bây giờ người ta chuyển khoản online hết rồi, nhưng mà thật sự là chuyển khoản online là với một cái số ít thôi, một số nhỏ thôi. Ví dụ như một cái tập đoàn đó đi, người ta chi phí gì đó thì ra ngân hàng thì bắt buộc là phải có chữ ký của giám đốc hoặc chữ ký của người thẩm quyền thì mới chuyển tiền về bộ phận kế toán hay bộ phận tài chính hay gì đó, rồi mới phát lương hay là bộ phận kinh doanh gì đó mới chi trả cái tiền gọi là chi tiêu và tiền mua bán. Còn nếu mà tiền mà của công ty, của tập đoàn mà gọi là nhân viên nào cũng có thể chi được thì rõ ràng đó là không thể. Đó nên là khi mà muốn chuyển tiền 1 tỷ, 2 tỷ cho một cái bộ phận nào đó thì công ty phải có chữ ký của tổng giám đốc ha, của tổng giám đốc hoặc phó tổng giám đốc thì ra ngân hàng người ta mới chuyển được, chứ không phải là đặc lệnh là chuyển. Đó thì thành ra là nhiều khi gia đình chúng ta thấy là các bạn nói là bây giờ thì người ta giao dịch online hết, nhưng mà vẫn phải đến gọi là phòng giao dịch của ngân hàng để làm một số thủ tục nhất định. Cho nên là chính vì vậy mà bây giờ là các phòng giao dịch ngân hàng nó vắng ế mà ế đau ế đớn luôn đó, thì mình thấy là cũng gặp khó khăn, kể cả cái việc mà cho vay nữa. Cái phòng giao dịch đó thì cũng phải chạy chi tiêu KPI, chạy doanh số để mà cho vay rồi chứ, gọi là nếu mà không có vay được á thì coi như là
đâu gọi là không có cho vay được thì gọi là không có đạt chỉ tiêu, thì coi như là phòng giao dịch đó làm ăn cũng bị thua lỗ chứ không phải là đắt đâu, cũng vẫn thua lỗ rất nhiều. Và kể cả ngành ngân hàng thì năm 2023 thì cũng giảm nhân sự gọi là kỷ lục luôn, so với những năm trước là trong 10 năm luôn là ngành ngân hàng gọi là giảm về cái lượng nhân sự gọi là cao kỷ lục trong 10 năm. Mình thấy là khó khăn chung thì tất cả các ngành nghề chứ không riêng gì ngân hàng hết. Bây giờ thì bưu điện, bưu điện thì bây giờ là thu nhập cũng được nhưng mà không cao. Ngày xưa thì làm bưu điện được cái là lương rồi, mà cái anh nhân viên mà đi giao thơ đó lương cũng tháng mười mấy triệu rồi, chưa tính tiền thưởng nữa, rất là cao luôn. Rồi là được vào gọi là làm nhân viên bưu điện là một cái niềm mơ ước của rất là nhiều người. Thì sau này nữa thì bưu điện coi như là qua một cái chào lưu, còn bây giờ thì tới cái chào lưu mà công ty sổ số kiến thiết ha, bây giờ coi như là thất nghiệp phá sản quá nhiều rồi. Ai ta cũng gọi là mong muốn cầu may, và người bán vé số cũng nhiều nữa, cho nên là cái lượng tiêu thụ về vé số tăng, các công ty về sổ số kiến thiết bây giờ lời khổng luôn rồi, cho nên là cái mức thưởng họ khủng rất là cao. Bây giờ thì hot nhất cũng là được vào làm nhân viên của công ty sổ số kiến thiết ha. Đó mình thấy đó. Và bây giờ thì việc lót thì lúc trước cũng nghe rần rộ chúng, và kể cả gần đây nữa thì gia đình chúng ta thấy là sổ số điện toán việc lót đó coi như là cách vài tuần, một hai tuần hoặc là tháng là có người trúng rồi, cao lắm tháng mấy là cũng có người trúng rồi, chục tỷ trăm tỷ rồi, mà nghe trúng liên tục như vậy đó. Nhưng mà trước giờ thì những người mà trúng số đặc biệt đó, một tờ với số 2 tỷ thôi mà trúng mấy tờ thôi là nghe đồn rần rộ luôn, và người thật việc thật luôn, có ăn có chơi rồi nó làm từ thiện đồ đủ hết. Là sao mà việc lót mà nghe nói chúng toàn là chục tỷ trăm tỷ không mà chả thấy ai là người trúng số đi ra làm từ thiện hay hoặc là ăn chơi gì thấy hết. Cái đó thì nhiều khi là mình cũng không hiểu là như thế nào, chẳng lẽ những người mà trúng số việc lót nó lại khác với những người trúng số gọi là kiến thiết sao, trúng số độc đắc sao? Những người trúng số độc đắc là mình nhìn thấy ngay, mà còn những người trúng số việc lót không biết ở đâu mà nghe trúng không, mà rõ ràng là chả thấy là thiên hạ đồn đón, chả thấy là như thế nào hết. Cho nên là nhiều khi mình cũng đặt vô hỏi là tại sao lại có một sự khác biệt như thế. Nếu mà anh chị em nào biết thì có thể là bình luận ha, comment để cho Ri được biết, cũng như là gia đình chúng ta cùng biết ha. Còn những cái mà kiến thức của Ri thì có giới hạn thôi, những cái mà cao xa quá thì có lẽ là Ri cũng không thể nào mà giải thích hết được, biết hết được cho gia đình chúng ta. Đó thì cũng là một cái khó khăn của Ri trong cái giai đoạn mà phải review và có gặp nhiều cái kiến thức tổng hợp mà Ri không thể nào giải quyết được. Thì cũng mong là gia đình thương ha, giải thích thêm để cho em Ri được nắm thêm kiến thức. Đây thì Ri đi tới cái đoạn vòng xây đấy, vòng xây chỗ đây là chỗ đường Lê Đại Hành nối với Âu Cơ đấy. Đó thì ngay đây thì cũng Nguyễn Thị Nhỏ nè, Bình Thới nữa, ngay góc này. Lượng xe ở đây thì bây giờ thì gọi là cũng tương đối là vắng rồi. Ôi là trời, FPT shop đấy. Trời ơi, mình thấy FPT shop không? Ở ngay cái góc mặt tiền này quá trời lớn luôn nè. Trời ơi, mà một khách cũng không có nữa. Nhân viên thì được 2 chiếc xe, 3 chiếc xe, quá khủng. Phải nói là đến giai đoạn này thì dùng một cái từ khủng đó gọi là mở ra một cái mặt bằng gọi là tiền thuê mặt bằng cả trăm triệu một tháng rồi, nhưng mà nhân viên thì chỉ lèo đèo vài ba người chỗ này thì thấy không biết làm sao nữa. Nó quá chéo luôn, đầu tư quá hoành tráng mà cái lượng nhân viên thì nó quá lèo trèo, rồi khách thì lại không có. Thì kiểu này thì cái bài toán thì đúng ra là không biết phải tính như thế nào luôn, tính ra sao. Đây thì có cái tiệm mất kính ha, kính thuốc Sài Gòn ngay góc này là 3-4 mặt tiền liền luôn đó. Thì mà nhiều khi đó, thì thấy là cả ngày luôn là không có ai vô mua gì hết trơn, mà sao mà vẫn trụ được từ năm này sang năm kia luôn. Nhiều khi là khó hiểu, không biết như thế nào luôn, rất là khó giải thích ha. Đây thì những cái lô gốc mặt tiền đây cũng đóng cửa quá trời nè. Thấy xe taxi nè, xe taxi công nghệ nè, xe ôm công nghệ nè, đậu ở đây đầy luôn ngay chỗ vòng xoay.
đó thì kinh doanh ngày càng khó khăn rồi. Mình đi tới đoạn đây thì ngay đường Bình Thới ha, đầu đường Bình Thới này giao nhau với Lê Đại Hành đó, để gia đình chúng ta thấy được là khu vực này thì sẽ như thế nào sau cái dịp Tết như thế này. Căng ha, căng gọi là căng dữ luôn chứ không phải căng bình thường, căng như bao xi măng luôn. Đây có nhà thuốc An Khang của Thế Giới Di Động này. Đó thì FPT và Thế Giới Di Động coi như là cũng chạy đua với nhau về kinh doanh lĩnh vực thuốc tây. Ngoài cái lực công nghệ ra thì bây giờ thuốc tây cũng là một cái ngành rất là ngon ăn. Lý do ngon ăn là vì sao? Đa số là tất cả bệnh viện đây thì trong cái tình trạng quá tải hết trơn rồi. Nhiều khi một người bị bệnh thường bệnh mà đau nhức hay cái gì đó đi vào bệnh viện khám bệnh thì mất phải nói là một buổi sáng và nhiều khi phải rơi vào buổi chiều nữa. Sáng sớm nha, sáng là 5-6 giờ là chạy ra bất phiếu để khám bệnh rồi. May mắn thì trong buổi trưa, trong buổi sáng đó, là người ta xét nghiệm và có kết quả kịp. Thì đó là biết bệnh vì gì rồi lấy thuốc uống để điều trị. Còn xui xui cái là coi như là sáng đi sớm luôn mà đợi tới trưa luôn, gần hết giờ luôn mà kết quả cái xét nghiệm nó chưa có. Thì phải đợi qua buổi chiều lấy kết quả xét nghiệm rồi mới biết bệnh gì thì bác sĩ mới biết được mà cho thuốc được. Cho nên là dù là bệnh nhẹ đi mà đi khám bệnh coi như là mất gần cả ngày rồi. Trên người dân người ta rất là ngán. Đó thì những cái bệnh mà nhẹ nhẹ đó thì cố gắng luôn. Coi như là ra tiệm thuốc tây uống 2 ngày thuốc, 3 ngày thuốc, nếu hết thì thôi, còn không hết thì mới tính tiếp. Đó, chính vì vậy mà bây giờ là sợ đi bệnh viện do chờ đợi quá lâu, quá dài. Mà bệnh thì nó không phải đến nỗi là nặng lắm. Đó thì nắm được cái tâm lý của người tiêu dùng, cho nên là Thế Giới Di Động này, rồi FPT này, cũng đua nhau để mở cái hệ thống thuốc tây. Và họ mở hệ thống thuốc tây như vậy thì gọi là những cái tiệm thuốc tư nhân nhỏ lẻ cạnh tranh sẽ không lại. Lý do là mở hệ thống khắp tất cả Sài Gòn, nhiều cửa hàng, nhiều chi nhánh thì cái lượng gọi là thuốc họ tiêu thụ nhiều, họ ký hợp đồng giá rẻ với công ty để cung cấp thuốc. Thứ hai nữa thì khi họ bán cho người tiêu dùng thì họ bán đủ thuốc và không cần phải chạy đi nhiều cửa hàng để mua. Rồi thứ hai nữa là bán giá cũng gọi là tương đối mềm hơn, cho nên là dần dần thì những cái nhà thuốc tây tư nhân nhỏ lẻ thì sẽ không cạnh tranh nổi với những cái tập đoàn lớn như thế này. Thì dần dần thì sẽ bị phủ hết rồi cho bao trùm hết. Thành ra thì bây giờ những người mà kinh doanh thuốc tây đó, những cái nhà thuốc tây ngày xưa tới giờ đó cũng gọi là bán gọi là sống được đó, bây giờ là khó khăn rồi. Bị những cái nhà thuốc lớn, hệ thống nhà thuốc lớn bao trùm phủ hết đây. Nhưng những nhà thuốc mình thấy nè, ngày xưa giờ đã bán đi, nhưng mà giờ thì đâu có trụ nổi nữa, te tua tơi tả hết luôn. Đi nãy giờ thì thật sự mà đi nói muốn bình luận về cái đường Bình Thới này dữ lắm, nhưng mà nhìn hai bên đường gia đình chúng ta thấy một cái từ mà phải nói là tẻo tèo teo luôn, vắng quá vắng. Nhìn đây nè, mình thấy là mặt tiền đường mà bán chỗ này thì thôi sao mà làm ăn nữa, đa số là mặt bằng này, là đóng cửa không à. Còn những cái mặt bằng đóng mở cửa thì nó lèo tèo như thế này đi, coi như là kinh doanh phải nói là khó khăn trăm bề vậy, ha. Coi như là bây giờ làm ăn cái gì nó cũng rất là khó luôn, không biết là phải làm sao và làm như thế nào nữa. Đây thì nhìn gần như là không có cửa hàng nào mà mình thấy gọi là đông khách, mà thấy cửa hàng nào mà ăn nên làm ra hết. Nhìn bà con xung quanh thì gia đình chúng ta thấy được cái nét mặt của bà con xung quanh gần như là không thấy nụ cười luôn. Phải nói là đượm buồn, buồn dữ luôn chứ không phải buồn bình thường nữa. Đây nhìn thấy rất là gọi là những cái hoàn cảnh những con người mà cầm tiền tỷ ra để kinh doanh, nhưng làm ăn buôn bán mà bây giờ thì cười cũng hết nổi rồi. Chủ mà còn méo mặt như gì nữa thì người làm công làm sao cười nổi. Đây là ngã tư ha, của Bình Thới và ông Ích Kim. Đây thì sẽ đi thẳng vô trong luôn. Người chủ mà te tua tơi tả thì người làm công cũng là nguy cơ mất việc rất là cao, cười đâu có nổi đâu. Thấy là trung tâm văn hóa thể thao quận 11 đó, bên tay trái đó. Mà xung quanh đây thì những cái mặt tiền mình thấy đây, một mặt tiền này coi như là cửa đóng then cài hết trơn rồi. Kiểu này thì biết làm sao bây giờ, phải nói từ thôi, dùng từ là buồn thôi.
nhìn hai bên đường gia đình chúng ta thấy là ngán luôn, ngán ngẩm luôn. Sao mà kinh doanh bây giờ đường thì vắng tẻo luôn teo, cửa hàng thì cứ mặt tiền thì cứ đóng cửa nhan nhản như thế này, rồi giờ mở gì ra kinh doanh? Kinh doanh chắc trụ nổi không? Tại vì ai cũng đóng cửa hết trơn mà người không có làm ăn không ra thì buôn bán giờ cũng khó khăn trăm bề rồi. Đây có thấy cái anh bán cái xe chú chiên này, quán cà phê, mà quán cà phê bây giờ thấy mở quán cà phê rộng hai mặt tiền thoáng mát thì cũng vắng tẻo không teo luôn rồi. Đó, bán chuối chiên thì coi như 9k cái trái chuối rồi, mà khách thì cũng chả thấy đâu luôn. Đó, làm ăn quá te rua, gọi là bớt xê lết ở đoạn này luôn rồi. Nhìn cũng khá là buồn ha, với cái tình cảnh như thế này. Thì clip em Ri đến đây cũng xin tạm dừng. Em Ri cũng xin chân thành cảm ơn đại gia đình mình đã đồng hành cùng em tham quan trọn vẹn khu vực này. Một lần nữa em xin cảm ơn và xin chào tạm biệt.